Đỏ là một tay đua rất tài năng, vừa xuống đường đã tham gia cuộc thi. Bạn xem, hiện trường gặp phải chiếc xe như thế này. Xe Đỏ có thể nhẹ nhàng nhảy trên không trung, nhưng Đỏ cũng vô cùng kiêu ngạo. Lúc đồng đội muốn thay lốp cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không muốn. Kết quả chạy đến vòng cuối cùng, nổ lốp rồi. Lúc đó Đỏ chỉ cách vạch đích 10m. Đối thủ phía sau lao đến như những cơn lốc, nhưng cậu chỉ có thể nhích từng chút về phía trước, nhìn thấy sắp không kịp rồi. Cậu trong cái khó ló cái khôn, đã vươn lưỡi ra. Cuối cùng ba chiếc xe thành công giành vị trí đứng đầu, nhưng giải thưởng lại chỉ có một, cho nên ban tổ chức quyết định đua thêm một vòng đua nữa. Vì để nhanh chóng đến địa điểm thi đấu, Đỏ nói đối tác của mình là Master lái xe suốt đêm. Còn cậu thì sao? Đang vô cùng thoải mái nằm sau thùng xe ngủ. Đến tối đó, Master tinh thần đã mơ màng, bắt đầu vừa lái xe vừa ngủ gật. Một đám xe khác nhân lúc đó đã phá Master, mở cửa của thùng xe phía sau ra. Đỏ ngủ mơ mơ màng màng, lại bị đưa xuống giữa đường. Sau khi cậu tỉnh lại, nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo Master, vượt quá tốc độ lại bị cảnh sát bắt, hết cách đã phải dừng lại ở một thị trấn. May mà ở đây, anh không ngừng phá thị trấn thành một nơi hỗn loạn, còn kéo người khác ra ngoài đường, tạo thành cách vết nứt trên đường. Ngày hôm sau, Đỏ bị đưa đến một cơ quan pháp luật trong thị trấn. Chủ tọa xét xử, bắt Đỏ phải sửa xong đường mới được rời đi. Cậu vẫn nghĩ muốn chạy, nhưng pháp quan vô cùng thông minh, sớm đã rút cạn xăng của cậu, khiến cho minh tinh trên sàn đua này chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo quy định, bắt đầu kéo theo xe nhựa đường sửa lại đường. Vừa bắt đầu Đỏ rất vụng về, 2-3 lần mới có thể đổ xong. Kết quả con đường cậu vừa sửa, còn tệ hơn là lúc chưa sửa, pháp quan bắt cậu sửa lại một lần nữa. Cậu không phục, cho nên pháp quan đã đặt cược với cậu. Why don't we just have a little race? If you win, you go and I fix the road. Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Ông lão già nua này muốn đấu với tôi sao? Cậu khẳng khái đồng ý. Một tiếng vang lên, cậu không kiên nhẫn xông lên phía trước, mà pháp quan thì vẫn không hề xuất phát. Dây thần kinh có vẻ hơi chậm nhỉ. Qua được nửa ngày, ông mới từ từ nhẹ nhàng di chuyển, nói với chiếc xe bên cạnh rằng: "Đi, chúng ta đi xem trò cười của cậu ta." Thì ra, pháp quan sớm đã đoán được, Đỏ đã quen với đường đua, vốn không hề quen thuộc địa hình đồi núi ở nơi đây. Quả nhiên Đỏ điên cuồng một hồi lại bị trượt bánh, đâm vào vách đá bên đường. Chiếc xe kia kéo cậu ta lên, bị thua trong trận đấu, vẫn phải ngoan ngoãn đi sửa lại đường. Một tối qua đi, vậy mà cậu đã sửa xong được một nửa. Chiếc xe ở nông thôn, đã rất lâu rồi chưa được đi xe trên con đường bằng phẳng thế này, vô cùng vui vẻ nhảy nhót. Nhưng lúc đó cậu đi chơi đến lạc đường, lần này cậu không hề chạy trốn, mà quay trở lại đường đua lúc trước bị trượt kia, từng vòng lại thử thêm một lần. Nhưng mà cho dù cậu luyện tập bao nhiêu lần, không qua vẫn là không qua. Pháp quan nhìn thấy chỉ thở ra một hơi. Ây, tên nhóc đó, điên thì cũng điên đó, nhưng vẫn là một người nghiêm túc, cho nên ông dạy cậu cách đi. If you're going hard enough left, you'll find yourself turning right. Nhưng trong đầu đã đầy sự giận dữ, cậu làm gì nghe lời ông, phi ngay đi. Lần này cậu ngã càng đau hơn. Ngày đó cậu đi dạo ở thị trấn, nhìn thấy một tiệm sửa xe cũ, cậu hiếu kỳ đẩy cửa đi vào. Ở nơi đây đã nhìn thấy một thứ, chiếc cúp đua xe mà mình đã mong ước bấy lâu. What? He has a piston cup? Mà không chỉ có một cái, mà là hẳn 3 cái. Ông già pháp quan không lộ thân phận này, vậy mà đã đạt được rất nhiều chiếc cúp đua xe về tay. Cơn lốc vàng. Lúc đó ông chú xuất hiện, ông vô cùng tức giận, không nói gì đã đẩy Đỏ ra ngoài. Won the championship 3 times. Look at those trophies. You look. All I see is a bunch of empty cups. Đỏ lại xông đến trước mặt chiếc xe khác. Mọi người biết ông chú pháp quan là một tay đua xe khét tiếng không? Những chiếc xe khác vậy mà cười một trận. Fabulous. I've never seen Doc drive more than 20 miles an hour. Thì ra xe ở đây không hề biết đến thân phận cao thủ của ông chú. Đỏ trộm đi theo ông chú, chỉ thấy ông chú đến một nơi không người, đổi sang một cái lốp khác. Ông do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là xông lên. Trong khắc đó, thanh xuân của ông chú như đang quay lại. Ông chạy hết một vòng quanh con đường đất, đến khúc cua tử thần, chỉ thấy ông di chuyển thật điêu luyện, hoàn thành vòng đua đến điểm cuối cùng. Đỏ đối với ông chú càng thêm phần ngưỡng mộ, nhưng ông chú vẫn không thèm để ý đến cậu. Đỏ cuối cùng hỏi ra hoài nghi trong lòng mình. How could a car like you quit at the top of your game? Ông chú cuối cùng thở ra một hơi. Thì ra cuộc đua năm đó, ông đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đợi đến khi ông dưỡng thương xong quay về, nhà tài trợ đã tìm được một minh tinh mới. Ông chú cứ thế bị vứt bỏ trong thế giới xe đua. Từ đó ông trốn ở thị trấn nhỏ này, tránh tiết lộ danh tính. Nói xong ông chú lại lần nữa yêu cầu Đỏ rời đi, không được đến làm phiền ông nữa. Đỏ cũng không để ý. Một cô gái đến tìm Đỏ muốn cùng đi hóng gió. Họ lái xe vào trong rừng, lái qua thác nước, cuối cùng dừng ở một căn lâu đài đã bị bỏ hoang. Cô gái nói với Đỏ, thị trấn này đã từng vô cùng sầm uất, vô cùng náo nhiệt, nhưng từ khi đoạn đường cao tốc xuất hiện, mọi người chỉ đi qua con đường đó, cũng không nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi. Thị trấn nhỏ cũng từ từ vắng lặng, chỉ còn lại rất ít người dân ở đây, còn vô cùng mời gọi mọi người đến đây, nhưng họ không còn cách nào khác, chỉ có thể làm một tấm biển hiệu. Bên trên viết, chúng tôi vẫn ở đây. Ngày đó Đỏ cuối cùng cũng sửa xong đường, theo như quy định, cậu cuối cùng có thể rời đi rồi. Đỏ thay một chiếc lốp mới, đổ đầy xăng, cậu cuối cùng cũng có thể đi. Nhưng lần này, cậu lại không muốn rời đi. Thị trấn nhỏ sửa đường xong một đoạn thời gian, cậu đã cùng mọi người trở thành bạn tốt, còn quen được một cô gái mình thích. Đúng lúc đó, những phóng viên tìm đến đó. Thì ra sau khi Đỏ mất tích, đã trở thành chủ đề hát. Tất cả mọi người trên thế giới đều đang tìm kiếm cậu, nhưng ai cũng không biết, đại minh tinh này đang bị bắt sửa đường ở thị trấn nhỏ này. Đỏ chỉ có thể tạm biệt cô gái mình thích,
nhưng khi vô số ánh sáng chiếu vào cậu, đã vây lấy cậu, Đỏ chỉ có thể từ từ lùi vào trong xe, rời khỏi bạn bè của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Đỏ vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, đã bị ném vào một cuộc đua. Nhưng tâm tưởng của cậu vẫn còn dừng lại trong những ký ức của thị trấn xinh đẹp kia. Cậu ép mình phải tập trung tinh thần vào trận đua, nhưng xảy ra sự cố, không dừng lại được đã lao vào bãi cỏ. Lúc đó một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên: "Ông chú ta đây đến để xem cậu bỏ cuộc sao?" Thì ra bạn bè ở thị trấn đều đến đây. Ông chú còn chủ động làm lãnh đạo. Bạn bè xuất hiện, cho Đỏ một nguồn sức mạnh vô hạn. Cậu lái xe nhanh hơn, chuẩn bị đến một khúc cua. Lúc máy quay quay đến ông chú kia, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây là truyền kỳ của giới đua xe, đã hơn 50 năm không chịu xuất hiện. Đỏ vô cùng đắc ý lái xe càng hăng. Nhưng lúc đó đối thủ chơi xấu, Đỏ lại bị bỏ lại phía sau. Nhưng không thể ngờ được rằng, cậu không hề có quay lại phía trước, lại dễ dàng dùng phần lùi vượt lên xe của hắn ta. Nói đến cái này à, vẫn là anh bạn ở thị trấn nhỏ đó dạy Đỏ. Bây giờ cuối cùng cũng có thể dùng rồi. Sau khi thấy hành động bị bại lộ, càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là tốc độ thị trấn đó thay lốp. Quả nhiên là cao thủ trong nhân gian. Đỏ trên đường đua lại lần nữa phóng xe lao vút đi. Chiếc xe Đỏ đằng sau tức giận vô cùng, muốn đâm vào chiếc xe màu cỏ. Trong khắc nguy hiểm, Đỏ dùng phương pháp ông chú dạy cho mình, quay trở lại đường đua, cũng thuận lợi bứt tốc vượt qua đối thủ. Cậu là người về đầu, nhưng chiếc xe xanh thì sao, lại không phục được hạng ba, trực tiếp đâm bay chiếc xe xanh nhỏ. Chiếc xe đó bị đẩy bay khỏi đường đua, bị thương nghiêm trọng. Sau khi nhìn thấy một màn của Đỏ, lại nhớ đến tai nạn của ông chú, cậu đạp xuống chân phanh xe, vừa đúng lúc dừng lại trên vạch đích. Chiếc xe anh từ bên cạnh cậu lao lên, còn Đỏ lại từ từ quay lại chiếc xe xanh ở phía sau, đẩy chiếc xe xanh đó về đích. Chiếc xe xanh tưởng mình thắng được cuộc thi, điên cuồng quay vòng tròn, nhưng mọi người trên khán đài đều đang lớn tiếng huýt sáo, lại tặng cho Đỏ. Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho xanh lá. Mọi người dưới đài cũng không hề khách khí, dùng thủ đoạn thắng được giải thưởng chỉ xứng bị mắng chửi. Còn Đỏ thì sao, cự tuyệt lời mời của nhà đầu tư, trở về với đội của chính mình. Cậu vẫn có nghĩa khí của riêng mình, tặng cho thị trấn một diện mạo mới. Vì cậu cuối cùng cũng hiểu, mỗi người đều có khát vọng càng to lớn hơn, càng có nhiều cơ hội, lại có thể tiến xa hơn, giúp đỡ người khác bạn sẽ thành công hơn.